Chào mừng anh chị lại đến với kênh Giá Xe 24 giờ. Kể từ ngày 1 tới tháng 12 năm 2021 thì thuế trước bạ được giảm 50% áp dụng cho tất cả các dòng xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Thì hôm nay em xin gửi đến anh chị mình giá lăn bánh tại tháng 12 năm 2021 của dòng xe sedan quốc dân, đó là Toyota Vios, sau khi đã được giảm 50% thuế trước bạ cộng với những cái khuyến mãi từ nhà máy cũng như là đại lý, thì chúng ta sẽ có cái giá lăn bánh như thế nào. Rồi, ở dòng xe Toyota Vios này thì nó sẽ có 3 phiên bản được bán ra tại thị trường Việt Nam, bao gồm phiên bản E số sàn MT, phiên bản E CVT số tự động và phiên bản G CVT số tự động. Thì đối với phiên bản đầu tiên là phiên bản cao cấp nhất, phiên bản Vios G CVT số tự động thì có giá niêm yết là 581 triệu. Sau khi anh chị mình đã trừ hết tất cả các khuyến mãi thì lăn bánh tại Hà Nội là 608 triệu. Anh chị mình mua vay chỉ cần trả trước 175 triệu là nhận xe. Ở tỉnh lăn bánh là 584 triệu, anh chị mình mua vay trả trước 152 triệu là nhận xe. Ở thành phố Hồ Chí Minh lăn bánh là 602 triệu, anh chị mình mua vay trả trước 169 triệu là nhận xe. Rồi, tiếp theo là phiên bản Vios E CVT số tự động với giá niêm yết là 531 triệu. Sau khi mình đã trừ tất cả các khuyến mãi thì nó ra được cái giá lăn bánh ở Hà Nội là 557 triệu. Anh chị mình mua vay ngân hàng chỉ cần trả trước 162 triệu là nhận xe. Lăn bánh ở tỉnh là 534 triệu. Anh chị mình chỉ cần trả trước 139 triệu là nhận xe. Còn lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh ở phiên bản giữa, phiên bản E CVT số tự động này là 552 triệu. Anh chị mình chỉ cần trả trước 157 triệu là nhận xe. Rồi, tới giá lăn bánh của phiên bản cuối cùng, cũng là cái phiên bản thấp nhất thường được những anh taxi dịch vụ mình sử dụng, đó là phiên bản Vios E số sàn MT với giá niêm yết là 478 triệu. Thì sau khi đã được trừ khuyến mãi thì giá lăn bánh tất tần tật ở Hà Nội là 492 triệu. Anh chị mình chỉ cần trả trước 146 triệu cho phiên bản này để lăn bánh khi mua vay ngân hàng. Ở tỉnh anh chị mình lăn bánh là 469 triệu. Vay ngân hàng mình chỉ cần trả trước 123 triệu là nhận xe. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh là 487 triệu. Lăn bánh anh chị mình chỉ cần trả trước khi vay là 141 triệu để mình nhận xe về sử dụng. Rồi, giá trên đã bao gồm trừ tất cả các khuyến mãi nhưng chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và chi phí dịch vụ đi đăng ký xe từ đại lý nha anh chị. Cái chi phí này nó sẽ khác nhau, dao động từ 2 tới 5 triệu tùy mỗi địa phương và tùy mỗi đại lý. Rồi ngoài cái giá này ra thì sẽ có những phần quà tặng cộng phụ kiện hấp dẫn gửi đến kèm theo cho anh chị mình. Ví dụ như là phim cách nhiệt, bọc vô lăng, thảm lót sàn, vân vân và các phụ kiện khác, thì anh chị mình vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá và ưu đãi khuyến mãi tại thời điểm mới nhất mình chị liên hệ với bên em. Rồi, anh chị mình quan tâm xe và cần mua xe được cái giá tốt thì hãy liên hệ ngay cho em với số hotline là 0888 525 222 để nhận được giá tốt nhất tại thời điểm anh chị liên hệ trên toàn quốc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị tại những video ở những dòng xe khác. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.